Trinh Nguyễn, chú Kiệt xin cha mẹ để dép vô dạy cho nước Việt một công nghệ để giàu. Sẽ dạy con, chắc chắn là có, chú đang có rồi đó. Giống như nước Mỹ, có thằng Elon, giờ đâu có ai mà như cái thời đại này, mới trong vòng mấy năm thôi mà là tỷ tỷ phú, giống như Jeff Bezos, Amazon, chúng là với thằng Facebook. Nước Việt mình sẽ có, nhưng mà khi mà mình đoàn kết kìa, cả thế giới đoàn kết lại, cả nước nội đoàn kết, hải ngoại đoàn kết, và không có còn gọi là nghi ngờ với nhau, không có hiềm tích với nhau, dẹp cái nói chung là lãnh đạo cũng phải đoàn kết, dân cũng đoàn kết, hải ngoại quốc nội phải đoàn kết, đó là nghĩa là tạo lòng tin trước. Nước Việt mình thiếu cái là lòng tin. Nếu mình có lòng tin lẫn nhau từ trong ra ngoài thì bảo đảm chú sẽ có xin ở trên cho một cái kỹ thuật rất là cao siêu để mà cho nước Việt mau giàu. Đó là